chỉ với hơn 9 triệu đồng thì An Phát sẽ mang tới cho các bạn sự lựa chọn hoàn hảo ở trong tầm giá với tên gọi Pickup Aries A. Mang trong mình sức mạnh của CPU AMD Ryzen 3 3100 với 4x8 luồng, một trong những mẫu CPU thế hệ 3000 tốt nhất trong tầm giá để có thể chơi game. Được AMD tinh chỉnh và tối ưu lại để có sức mạnh không hề thua kém các thế hệ đàn anh đi trước và cả những đối thủ ở trong phân khúc, Ryzen 3 3100 xứng đáng trở thành CPU chơi game giá rẻ và tốt nhất. Kèm theo đó sẽ là card đồ họa Radeon RX 570 của Gigabyte. Đây chắc chắn sẽ là cặp bài trùng nếu như các bạn là fan của đội đỏ, cần một cấu hình chuẩn chỉ từ A đến Z, thế nhưng vẫn phải đảm bảo được yếu tố ngon bổ rẻ. Sức mạnh của 570 hiện giờ vẫn rất tốt nếu xét trong phân khúc giá rẻ. Một máy chủ Acer Prime A320MK vẫn đủ sức để có thể gánh tốt được CPU AMD Ryzen 3 3100. Rẻ nó sẽ được ra miếng với đầy đủ các cổng kết nối ăn chơi mà giá thành thì lại không quá cao. Thanh RAM ADATA XPG 8GB cung cấp khả năng mở hàng chục tác Chrome và chơi game mà không cần lo lắng dung lượng quá ít. Thiếu SSD là điều không thể chấp nhận được, vì thế An Phát đã tặng kèm một ổ SSD 120 của Kingston giúp các bạn có thể cài Win và một số các tựa game nhẹ nhàng. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, mời các bạn đón xem phần trải nghiệm hiệu năng của bộ máy. Với trò chơi đầu tiên là Dota 2, những pha combat đông người nhiều hiệu ứng với thiết lập cao nhất dường như chưa thể làm khó được bộ PC Aries A. Đến với tựa game FPS đông người nhất hiện nay là CSGO, với mức thiết lập cao nhất cùng với những pha sấy đạn hình người cũng chưa thấm vào đâu khi so với bộ Pickup Aries A. Với một tựa game offline đình đám một thời, Shadow of Tomb Raider, thì ở mức setting thấp nhất, các bạn vẫn có thể trải nghiệm game mượt mà, đắm chìm vào thế giới game trong mức giá chỉ hơn 9 triệu đồng với bộ Pickup Aries A.
game được tối ưu cho AMD, đó chính là Assassin's Creed Odyssey. Thật không có gì lạ khi bộ PC vẫn có thể chiến mượt mà cùng với thiết lập đồ họa thấp nhất. Thì sẽ là Far Cry 5, một tựa game cực kỳ hay mà các bạn không thể bỏ lỡ. Bộ pickup Aerith A đã hoàn thành xuất sắc màn thể hiện hiệu năng với CPU Ryzen 3 3100 và các đồ họa RX 570. Phần dưới mô tả video và đừng quên là like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của An Phát Computer. Mình là Thúy và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.